Kim ngôn vô giả. Đoạn kinh văn này nói không, tôi cũng vừa nói rất rõ ý này. Vô nghĩa là không chấp trước, không trước tướng, bất trước gia thất chi tướng. Cực lạc hội chúng, hội chúng chính là cư dân. Thế giới cực lạc là một đại hội, một pháp hội. Phật A-di-đà cùng mười pháp giới, vô lượng, vô biên, vô tận chúng sanh hữu duyên trong quốc độ của chư Phật. Thế nào là chúng sanh hữu duyên? Tất cả chư Phật không ai không giảng kinh vô lượng thọ, không ai chẳng khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Nếu mà tin, nguyện giảng sanh về thế giới Tây Phương, nghĩa là có duyên với Đức Phật A-di-đà, đấy gọi là chúng sanh hữu duyên. Kẻ thì sư phụ ngày ngày khuyên nhủ, đệ tử vẫn chấp tìm rất nặng, không chịu giảng sanh. Tôi đã gặp pháp sư học Thiên Thai, thầy mời tôi giảng kinh A-di-đà. Rốt cuộc thầy thế nào? Thầy ấy không chịu định thế giới cực lạc. Thầy niệm Phật mỗi ngày, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng niệm A-di-đà Phật, không muốn đến thế giới cực lạc. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là không có duyên với Phật. Nghe thì có nghe, nhưng không muốn đến. Cũng chẳng phải không tin, chỉ là không muốn giảng sanh. Đức Thích Ca Mâu Ni là ân sư của chúng ta, thầy nguyện vĩnh viễn theo Phật Thích Ca. Quả có người như thế, tu hành lâu năm đây, chúng ta hiểu rồi sẽ không thấy lạ nữa.